Ở tập trước, Jem đánh thắng bọn giặc giúp ba vị vua. Họ mừng rỡ tặng thuyền cho ba anh em trở về nhà. Trên thuyền, hai người anh bàn bạc với nhau và đổi nước trường sinh. Khi trở về nhà, hoàng tử Jem dâng nước lên, nhưng vua cha uống, bệnh càng nặng thêm. Phụ hoàng, người hãy uống nước này đi. Đó là... Ê, mày định làm gì hả Jem? Ôi trời ơi, ta như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Thật khủng khiếp. Phụ hoàng, người thấy thế nào? Ta thấy khá hơn rất nhiều. Gần như là khỏe hẳn, không hề đau đớn chút nào. Đúng vậy. Người đâu? Mau giam hoàng tử Jem vào ngục. Hắn cố ý đưa thuốc giả cho đức vua, mưu đồ ám hại. Ngục, chờ ta điều tra cho rõ, rồi sẽ minh oan cho con. Tại sao? Chẳng lẽ đó không phải là nước trường sinh sao? Hai anh ấy lấy nước trường sinh ở đâu? Vào lúc nào? Ai? Hả? Anh Châu? Em trai ơi là em trai, chú em cũng thật tham lam. Chẳng lẽ chú muốn có được ngôi báu từ phụ hoàng mà gạt hai anh đi như vậy sao? Anh nói vậy là sao? Chú em mày không qua mắt được các anh đâu. Cha không thể tin được Jem lại là người như vậy. Con cũng không ngờ, con và anh Châu cũng đã cất công tìm thấy nước trường sinh. Nhưng khi Jem nói nó đã tìm được thì tụi con cũng không nghi ngờ gì. Con nghe nói Jem đã tìm được cái kiếm độc ác mà nó luôn đeo bên mình để ám hại người khác dễ dàng, nên rõ là nó có âm mưu hại cha. Sao anh lại có suy nghĩ đó? Nếu anh hay Jem muốn thay em đưa nước trường sinh cho phụ hoàng, có thể nói với em một tiếng mà. Nhưng công trạng thì vẫn thuộc về mày, đúng chứ? Không, không. Chúng ta không có đủ để chia nhau đồng đều, phải không? Ở trên tàu, con ngờ là có lúc nó cũng đã muốn hại con và Châu, nhưng tụi con đã rất đề phòng. Thôi thôi, con đừng nói nữa. Thật là chỉ một chiếc ngai vàng mà anh em lại trở nên như vậy, ta thật quá đau lòng. Cha định xử lý Jem thế nào à? Thế này em trai à, tao và Jem sẽ bốc thăm một đứa thừa kế ngai vàng của cha, còn một đứa sẽ trở lại đất nước của Gloria để cưới nàng ta và trị vì vương quốc ấy. Anh không thể làm vậy với Gloria. Hãy đợi tới lúc chú thoát được thì hẳn nói. Ta đã không đề phòng, người lùn đã cảnh báo mà ta không thèm nghe. Bây giờ làm sao ta có thể thanh minh cho mình đây? Còn Gloria, người hãy đi thực hiện ý muốn của ta. Thưa phụ hoàng, đó đã là ân huệ cuối cùng người dành cho hoàng tử Jem rồi. Một năm sắp trôi qua, lâu đài của ta đã khang trang hơn trước. Không biết liệu hoàng tử ấy có nhớ quay lại đây không nữa. Thưa công chúa, mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành. Ngày mai chúng ta có thể khởi công. Được lắm. Ta muốn con đường giác vàng này phải băng qua kinh thành đến tận bì rừng. Tuân lệnh công chúa. Thưa hoàng tử Jem, đức vua lệnh đưa người đi để hỏi chuyện thêm. Phụ hoàng chịu nói chuyện với ta rồi sao? Mời hoàng tử. Phụ hoàng đâu? Đây đâu phải là đường về lâu đài. Bẩm hoàng tử, hôm nay bệ hạ đi săn nên cho mọi người đến hỏi chuyện. Vậy là người đang ở gần đây à? Dạ. Thưa phụ hoàng, hoàng tử Jem đã được đưa đi rồi ạ. À. Được rồi, lùi ra đi. Thưa phụ hoàng. Con cũng lùi ra đi Jem. Thưa phụ hoàng. Ta muốn ở một mình. Dạ. Thưa hoàng tử, câu chuyện người kể là thật ư? Đúng vậy. Nếu ta có thể gặp phụ hoàng giải bày thì...
Người biết không, có nhiều điều ta rất muốn chỉ cho quần thần được biết, chẳng hạn như kỹ thuật đóng tàu ở nước ngoài mà ta học được trên đường về. Anh sao vậy? Thưa hoàng tử, có phải anh đang lo cho cậu con trai làm thợ mộc không? Thưa hoàng tử, anh đừng lo, ta đã nghe con trai anh tuy còn trẻ nhưng rất khéo tay, cậu ta có thể học kỹ thuật đóng tàu mới và trở thành người đóng tàu chiến cho chúng ta. Phụ hoàng hạ trại cách đây có xa không? Hy vọng hai anh trai của ta sẽ không cản trở. Nhà ngươi! Xin hoàng tử thứ lỗi.